À, các bạn đã được 10 phút. Chút xíu thầy sẽ là phải lôi ra về cái việc các bạn làm bài tập về nhà. Các bạn còn năm phút nữa. Các bạn còn lại 2 phút nữa.
một phút nữa. À, các bạn đã nộp bài rồi. Rồi, hết giờ làm bài, các bạn ngưng lại, không làm nữa. Ngưng viết xuống, lo tranh thủ nộp bài. Bạn nào có lý do không nộp được thì nói. Mở mic lên nói, 18 hôm nay nộp bài được không, 18? Dạ không, thì con học trên điện thoại cũ á thầy. Ừ, rồi, ok. Các bạn được quyền có lý do hợp lý thì thầy sẽ xử lý theo cái vấn đề lý do đó. Rồi, ngưng lại, nạp bài. Thầy ơi, Thầy nghe. tại nãy con vô không được á thầy, cho nên là con làm bài trễ hơn với các bạn. Rồi, rồi, con cứ làm bài trễ thì con làm được nhiêu con nạp bấy nhiêu nha. Rồi. Các bạn còn một phút nữa để nộp bài. Cứ thoải mái thôi, làm được bao nhiêu nộp bấy nhiêu. Có thể các bạn làm chưa kịp là bởi vì đề thầy cho có yêu cầu hơi dài và có bạn thì vô trễ. Cứ việc nộp bài theo yêu cầu. Cái nào làm không kịp, thầy sẽ có biện pháp xử lý, yên tâm. Có vài vấn đề mà phải nói lại về việc mà các bạn làm bài tập về nhà. Các bạn hời hợt với việc đó quá. Rồi, một phút cho các bạn trong quá trình nộp bài lại. Tính toán các bạn vẫn còn sai sót, thầy không hiểu nổi máy tính để có máy tính rồi mà đưa ra tính cũng sai làm sao không hiểu nổi. Bạn ẩu quá ẩu. Bạn của bạn số 10 sai hoài luôn, thầy nói sai mà bạn không khi nào mà sửa lại được. Mà rồi thôi, hết giờ làm bài, hết giờ nộp bài. Rồi bây giờ ta sẽ cùng sửa bài ha. Rồi, được rồi các bạn. Rồi giờ sửa bài. Giờ sẽ lôi một vài bài lên để sửa. Và cái thầy muốn á là các bạn khi các bạn làm bài các bạn phải trân trọng cái bài đó của mình. Trân trọng bằng cách nào? Đó là các bạn phải xem tới xem lui nó, phải thật kỹ. Các bạn chỉ cần ẩu một chút xíu thôi là bài của các bạn nó sai liền luôn. Mà bài của các bạn nó sai nó phí dữ lắm. Công sức đó là của các bạn làm. Mà công sức đó các bạn làm mà các bạn ẩu hời hợt với nó thì nó đem đi vứt hết, nó sai sạch hết luôn. Mà cái chuyện mà thầy dặn bài tập về nhà bắt các bạn làm tới làm lui là làm rất nhiều nhưng tới bây giờ vẫn còn sai sót. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy những bài bị sai lên để ta làm việc. Số 1 dẫn đi học trễ là sao ha? Ngộ thiệt ngộ. Chờ thầy xíu nha.
Ủa thầy ơi. Nghe. Em vô rồi mà thầy. Vô chưa? Đâu? Số 1 đâu? Vô nãy giờ mà thầy. Ủa rồi nay con vô con đặt tên là gì? Số 1 như hình ạ. Như nó không có đổi thành số 7 rồi. Tự nhiên không đổi thành số 7 là sao nè? Tại hôm qua học văn cái như nãy em quên đổi. Đó. Thì tôi chỉ cần biết số thôi, thấy không? Rồi, ok, thì đó gán nhớ. Câu chuyện các bạn cũng quên nữa thì ai nhớ cho nổi. Rồi, tại thứ nhất thầy chưa thấy bài con gửi là một. Hoặc có thể nãy con gửi qua mà thầy chưa nhìn thấy. Và rõ ràng con chưa gửi đúng không? Hả? Số 1. Vậy nè, ai chuẩn bị ở hay nói gì hết giờ làm, hết giờ nộp á. À. Đó thầy nói lúc nào Ngân không nộp, không làm bài nữa là Ngân lại rồi lo chụp ảnh gửi qua. Tôi luôn luôn cho các bạn thời gian để làm việc 2 phút chứ sức để các bạn làm. Nhưng các bạn không chịu đâu. Các bạn phải ngồi viết cho xong hết thì nào nói. Đó là chuyện của các bạn. Thầy đã nói rồi, thầy có quy tắc và thầy muốn làm cái gì chốt kết thúc cái đó. Rồi còn bây giờ nè. Chuyện có nhiều bạn làm đã đúng rồi thì thầy ở đây thầy không lấy những cái bài làm đúng lên, nhưng thầy chỉ muốn lấy những bài bị sai lên rồi để bắt đầu ta cùng sửa những bài sai. Và thầy muốn các bạn mai mốt khi làm bài cố gắng làm sao đưa cái bài đúng, các bạn có tính toán, có máy tính đồ hết mà thầy không hiểu nổi sao mà cứ sai hoài luôn. Sắp xếp thầy sẽ lôi luôn cả những cái bài tập về nhà của các bạn. Thầy muốn các bạn một lần cuối cùng này tôi nhắc cho kỹ. Rồi các bạn sau này làm ơn làm lại cho đúng theo yêu cầu con cái. Rồi đây bài này. Bao nhiêu bạn nhìn thấy bài này bị sai đưa tay lên giùm thầy. Bao nhiêu bạn nhìn thấy bài này bị sai đưa tay lên. Các bạn có 30 giây để thể hiện điều đó. Bắt đầu. Thầy muốn các bạn phải coi bài của người khác để thấy được chỗ nào đúng, chỗ nào sai rồi để sửa không bị sai nữa. Cứ có nhiêu đây thôi mà ta cứ nói tới nói lui hoài thì chừng nào đi được xa. Các bạn còn 5 giây cuối, bạn nào thấy đưa tay lên. Hết thời gian yêu cầu. Đó, có 15 bạn nhìn thấy. Trong đó còn có số 10, 12, 16, 18 chưa thấy. Số 10, dĩ nhiên đây là bài của mình nên mình vẫn làm không thấy và không nói gì rồi. Chút siêu tính. 12. Số 12 thế nào bạn? Dạ, tại em không có máy tính này. Không có máy tính hả? Chưa làm được bài này. Anh vẫn chưa nộp được bài này luôn hả? Vậy máy tính của anh đâu? Dạ, mất rồi thầy. Mất máy tính? Thầy không hiểu nổi cái này mất máy tính. Thì đó là chuyện, đó là chuyện của các bạn. Các bạn, việc các bạn học bài dở hoặc là thiết bị đó thầy không ý kiến. Các bạn tự trang bị cho mình. Rồi, mất máy tính thì phải chịu khó làm bằng tay. Vậy thôi. Một chuyện. Các bạn được quyền nêu lý do. Nhưng lý do của các bạn là phải chấp phạt. Tại vì máy tính là một công cụ mà các bạn không có công cụ thì các bạn phải bắt buộc dùng bằng tay để làm. Và các bạn phải làm sao cho nhanh. Máy tính nó cũng chỉ là một phần hỗ trợ thôi. Rồi, hồi nãy tiếp số 16 với số 18. 16 ơi, tại sao chưa đưa tay? Dạ, tại lúc nãy nhìn chưa ra nhưng mà giờ nhìn thấy rồi ạ. Nhìn thấy rồi thì đồng nghĩa cũng là chưa thấy, chép phạt. Những bạn chưa đưa tay nhìn không ra, chép phạt 2 lần. Lý do bài của bạn khác làm mà bạn nhìn không ra thì đồng nghĩa bạn không nhìn thấy. Số 18. Trâm Anh thì chút xíu thầy xử lý sao? Trâm Anh là đưa tay sao? Tại vì đây nhìn thấy hết à ha.
Rồi số 18, tại sao chưa đưa tay? Dạ chưa thấy thầy. Ok, chưa thấy, dễ lắm. Rồi, tiếp theo. Nãy bạn Trâm Anh, tại sao chưa đưa tay rồi sau đó đưa lên? Dạ, tại lúc đó con kiểm tra xong con thấy, con kiểm tra lại lần nữa con mới thấy thầy. Rồi, thì bạn số là, ở trong nhóm mình là bạn số 10, 10 mấy đi. Bạn là số, trong nhóm mình là bạn là số 20 á, ha. Dạ. Ủa, vậy bé 19, hôm nay đâu rồi? 20, số 1. Số 19, nếu mà xét ra là hôm nay mình học đủ 20 bạn. Rồi, Trâm Anh bữa sau vô con đổi thành số 20 nha. Dạ thầy. 19 có nè, rồi. Thì bài này là chưa bắt phạt con, nhưng mà bài sau là sẽ tính phạt. Một xíu sẽ lôi những cái bài tập của con. Tức là thầy muốn các bạn một điều là học kiến thức mới nó sẽ vô nghĩa nếu như kiến thức cũ các bạn còn sai hoài. Mà các bạn sai hoài thì không bao giờ các bạn khá được. Các bạn cố mà sửa giùm thầy những chuyện này. Thầy đang muốn các bạn nhìn bài sai của người khác để làm được hai thứ. Một, không bị phạm vô cái sai của mình. Hai, là các bạn nhìn được kỹ những cái chỗ đó, các bạn đã đọc bài lại rất kỹ thì các bạn mới nhìn thấy sai. Còn các bạn nhìn không thấy có nghĩa là các bạn quá hời hợt với nó. Đâu, cho cơ hội số 20, hồi nãy nhìn thấy nói chỗ nào mà cuối cùng nhìn ra đâu, nói thầy nghe coi. Dạ, ngay cái phần là A bằng 5 phần 2 x trừ 3 phần 5 trong mặt tất cả mũ 2 là ngay cái đó là xong rồi phải là cộng cho 4 máy tính. Rồi, cảm ơn bạn. Số 10 đâu rồi? Thầy mượn bài số 10 đâu? Lên đây. Bạn tính toán bấm làm sao mà ra được cái này đây? Hả? Bạn bấm làm sao ra được cái này? Nói thầy nghe coi. Dạ là trừ 3 phần 5 tất cả mũ 2 cộng 2. 3 phần 5 tất cả mũ 2 cộng 2. Đó, nó ra nhiêu? 41 phần 25. Nó mang dấu gì? Nó mang dấu gì? Nó mang dấu cộng. Vậy tại sao bạn viết cho dấu trợ? Tại sao? Thầy muốn nghe lý do tại sao bạn viết dấu trợ. Thầy, em ghi lộn. Từ đây về sau bài bạn làm rất sai rất nhiều luôn. Thứ nhất, thầy ghi nhận là bạn có làm bài theo yêu cầu của thầy, nhưng nó làm không đúng gì hết luôn á bạn. Mà bạn làm không đúng nó phí dữ lắm, nó vừa phí công sức của bạn mà thầy người nhìn vô thầy thấy tiếc dữ lắm luôn. Công sức đó phải làm sao nó đạt được hiệu quả. Các bạn đang tạo ra một sản phẩm, đây là bài kiểm tra của các bạn, là sản phẩm của các bạn, nhưng các bạn hời hợt với nó quá. Và các bạn cũng đang là sản phẩm của thầy tạo ra. Nói thì hơi kỳ tí xíu, các bạn là người của ba mẹ, nhưng mà tội gì thầy đang dạy các bạn đang được hiểu giống như thầy đang tạo ra một sản phẩm, nhưng sản phẩm bị lỗi. Tôi khó chịu lắm. Ủa, tại sao cứ lỗi vậy hoài? Là lỗi do mình hay lỗi do sản phẩm? Thì chắc chắn lỗi do tôi, tại vì tôi luôn luôn trăn trở bản thân mình trước. Thì giờ tôi chỉ có hai cách thôi. Một là giờ không làm nữa, dẹp hết. Còn hai là phải sửa. Nhưng giờ tôi sửa thì tôi cứ sửa hoài, nhưng mà bạn không khắc phục được. Tôi không thể giúp được nữa. Máy tính các bạn có, các bạn làm phải trăn trở với nó. Nhưng mà cái này là bài tập làm bài kiểm tra nên nó nhanh. Nên các bạn nhiều khi bị sai, tôi còn tạm chăm chước được. Nhưng mai mốt không được sai nữa. Các bạn phải viết cái gì nó chắc cái đó một cái. Mới bàn tiếp chuyện khác. Chút xíu tôi sẽ lôi bài tập về nhà. Từ đây về sau, năm hôm nay là nhóm của các bạn học đủ 20 bạn. Kể từ đây về sau, bài tập về nhà, thầy yêu cầu mà bạn làm không đúng theo yêu cầu, tôi chỉ cần mở lên tôi nói sai một cái là các bạn auto chép phạt 5 lần. Đó là yêu cầu thứ nhất. Cái thứ hai, đó là bạn làm theo yêu cầu rồi nhưng tính toán bị sai. Tôi chỉ cần nói sai mà bạn không kiểm tra lại được chỗ sai để nộp lại cho tôi coi là đồng nghĩa chép phạt 10 lần. Tôi báo trước nha. Tôi không muốn các bạn quăng cái sản phẩm bị lỗi qua cho tôi nhận nữa. Tôi muốn bạn phải coi nó.
Rồi thêm một cái nữa, làm ơn đi, các bạn đừng có chờ tới sát bên đích rồi làm. Bài tôi cho nó không có quá nhiều, so với giáo viên trên lớp thì nó nhiều thiệt. Tại vì đó là cái tính của tôi, buộc các bạn phải thay đổi thói quen khác về việc học, nên phải bắt các bạn làm bài. Mà khi bắt thì các bạn phải làm ơn, những lúc học xong dành thời gian ra ngồi làm bài đi. Các bạn chừng 15-20 phút, dữ lắm là các bạn mất 1 tiếng đồng hồ là làm xong. Vừa mới học xong các bạn làm lại, nó còn nhớ được trong đầu á, làm lại được nó tốt. Các bạn chờ tới ngày mai học khuya nay 11 giờ mấy 12 giờ mới gửi bài. Các bạn ác với bản thân mình quá, các bạn ác với phụ huynh quá. Có nhiều phụ huynh phải thức đêm với các bạn. Tôi ngồi tôi xót và tôi cũng thấy áy náy nữa. Việc học của các bạn phải để phụ huynh ngồi. Nhưng mà cái này thì tôi chịu, tại vì đó là cái cách duy nhất để làm sao cho các bạn giỏi lên. Tôi không thể làm khác được. Tôi không thể nào mà kêu các bạn ừ cứ học đi, không cần làm bài sẽ giỏi. Ngay cả bản thân tôi còn không giỏi nữa, lấy gì làm gì làm được điều đó cho các bạn. Nhưng các bạn làm mà các bạn không coi là auto chấp phạt, tôi báo trước nha. Còn bạn nào cảm thấy chịu không nổi nữa thì chia tay. Những bạn nào bị sai những câu này tự chấp phạt đi ha. Rồi, còn cái chuyện thứ hai là chuyện tôi yêu cầu Ngân không làm nữa là Ngân không làm. Mình làm chậm hơn thì phải chịu, sai bị chấp phạt, chậm hơn bị phạt. Phạt là gì? Là làm lại lần nữa để cái tay các bạn viết nó nhanh hơn, để mắt các bạn nhìn nó lẹ hơn, để suy nghĩ của các bạn nó tốt hơn, nó nhạy bén hơn, để bước qua khỏi cái vỏ bọc chậm của mình từ trước giờ. Và các bạn đừng tìm lý do với thầy nữa, hãy khắc phục những cái lý do đó để vươn lên. Giờ số 10 thấy được chỗ này chưa? Hả? Dạ thầy. Đó, rồi những các bạn cũng bị cái như thế này nữa nè. Các bạn thấy những cái bài mà các bạn gửi, những bài nào mà thầy có xem, tôi luôn luôn thả một cái tương tác lại cho các bạn. Một, tôi sẽ nhấn vô nút like. Hai là tôi sẽ thả tim. Ba là tôi sẽ có comment ở dưới tốt hoặc chuẩn, à cảm ơn, hay là sẽ động viên bạn về cách làm bài. Thì cũng giống vậy đó. Những bài mà tôi nhận xét các bạn, trời ơi, dĩ nhiên những bạn nào hiểu được ý tưởng, hiểu được cái cách mà người khác giao tiếp thì nó ổn rồi. Nhất là ví dụ như riêng bạn, tôi gửi cho các bạn nè. Đây, tôi không có gì phải ngại hết nè. Đây. Nè. Đây, bạn xem nè. Tôi gửi cho bạn nè. Bài này bị gì, bị gì, bị gì, bị gì. Tôi không biết rằng bạn lên Zalo bạn xem lúc nào thì thầy không biết. Nhưng mà tôi không thấy lại bất kỳ một cái gì hồi âm lại hết. Trời ơi, đau lòng, hết biết luôn. Thì cái này nói để làm gì? Là để cho các bạn rút kinh nghiệm của bản thân. Là lệnh giao nhận chưa? Hoặc người khác nói mình là cái gì mình đã xem chưa? Mình thể hiện cái điều mà mình đã xem. Ví dụ có nhiều bạn mà thầy hoàn toàn chưa coi tới, là thầy thường là tôi chưa đụng tới là tôi sẽ không nhấn có bất kể một cái tương tác nào hết. Cái lượng tin nhắn của thầy bây giờ Zalo hơn 500 tin, chưa nhìn tới, chưa đọc tới. Facebook 300+ tin. Thật sự là cái lượng xử lý thông tin của tôi bây giờ là nó quá tải luôn. Nhưng mà tôi sẽ cố để hỗ trợ các bạn về việc học, nên tôi muốn các bạn cố nha. Đó. Tiếp, vẫn còn sai và tôi sẽ muốn lôi hết những cái thứ sai này ra. Ta làm việc một chậm. Và để cho các bạn khác cũng phải nhanh hơn trong quá trình nhìn thấy cái sai của người khác. Rồi, được rồi. Bạn số 10, tắt mic đi. Lớp mấy? Lớp 2, tới giờ vô chưa có được, mà bữa rồi vô hoài cũng không được nên quạo. Bữa rồi là nản rồi, bữa nay vô không được nên quạo. Rồi, các bạn xem giùm thầy coi ngay cái bài này thế nào nha. Rồi, cho thầy chút xíu. Có 2 hả?
Các bạn chờ thầy xíu nha. Phụ huynh nào không vào được kìa. Có trong nhóm không? Trong có trong nhóm có không? Là tên gì trong đó? Phụ huynh tên là chị Trung hả? Bùi, ở trong đó tên là Bùi Ngọc Hân hả? Chị cho bé vào được lớp chị gì? Chị cho bé sử dụng điện thoại hay sử dụng laptop vậy? Chị cho bé sử dụng máy tính bảng đấy hả? Bây giờ là chị xem em có thể để em gọi cái video con vô cái máy này. Máy chị có một cái phần mềm cho cái ultra view không chị? Dạ, tại vì chị bây giờ chị biết cả cái đó không? Dạ. Dạ thôi chị cài thêm view cũng được đâu. Vậy để em gửi, để chị mở cái đó là em thêm view em hướng dẫn cho chị cách vào nha. Dạ. Các bạn chờ thầy chút xíu nha. Bây giờ chút xíu sửa bài này. Thầy phải chỉ cho một bạn ở một phụ huynh của lớp 2 mấy bé đó đang học mà không biết đường vào. Thầy. Chút xíu ta sẽ sửa bài này. Giờ thầy có cái yêu cầu là các bạn tính toán cái này còn sai nhiều quá. Thầy. Sẵn thầy xin 5 phút để thầy giải quyết cái công việc này cái. Rồi các bạn thực hiện giùm thầy cái này. Rồi, thực hiện giùm thầy bài này. Đó là các bạn muốn làm được thì các bạn phải khai triển cái hàng đẳng thức ở phía trước. Sau đó nhân phân phối vô, nhân nhớ còn nằm ở trong ngoặc. Tương tự ở đằng sau cũng vậy. Khai triển cái hàng đẳng thức ở phía sau ra. Nhân vô, bỏ vô trong ngoặc. Rồi sau đó mở ngoặc ra tính toán. Rồi các bạn làm giúp thầy nhé. Dạ.
Thôi, xin lỗi các bạn, là giờ của các bạn mà thầy lại phải làm một cái việc khác. Tại vì có phụ huynh của bé lớp 2 vào học mà vào từ lúc 8 giờ tới giờ mà không biết cách để vào. Rồi, quay lại. Đồ mắt rồi. Chút xíu ta sửa bài này nha. Rồi, thầy sẽ yêu cầu một bạn nào đó thầy chỉ định. Còn giờ lo ra sửa lại cái chuyện bài cũ của mình lúc nãy một xíu nha. Rồi, quay lại vấn đề của chuyện cũ. Bao nhiêu bạn nhìn thấy được bạn mình sai chỗ nào trong bài toán này, đưa tay lên thầy xem. Bao nhiêu bạn nhìn thấy được bạn mình sai, đưa tay lên. Các bạn hồi nãy chắc nãy giờ lâu rồi ha, nên thầy cho các bạn thêm 5 giây nữa để thực hiện việc đưa tay. Rồi, hết giờ. Rồi, 20 bạn. Dĩ nhiên nhóm mình cũng 20 bạn, mà 20 bạn đưa tay, có mình tôi chưa đưa tay thôi. Riêng bạn số 10 là tác giả, bạn cũng nhìn thấy nữa. Đâu, bạn số 10, nói coi mình sai cái gì. Dạ là ở 6X, ở cho bằng số 2. Là sao? Chỗ nào? Ở 6X đó phải. Phải ở ở dưới thầy. Ở dưới là chỗ nào? Dòng nào? Dòng, đúng rồi, dòng đó đó thầy. Dòng này? Dạ. Dòng này sao? Sai cái gì? Dạ, cái chỗ 6X phải là 6X mũ 2. Ngay chỗ này? Dạ. Phải là 6X mũ 2 mới đúng. Đúng không? Bạn quá vậy thầy nói. Chưa khá là không khá nổi. Bạn đang thực hiện rồi, một chuyện, bạn thấy chỉ có vậy thôi hả, hay còn gì nữa không? Dạ không. Bạn chỉ thấy có vậy thôi. Bạn thực hiện từ trước ra đằng sau hay từ sau ra đằng trước, nói thầy nghe coi. Từ trước ra sau. Rồi, bạn nhớ ha, bạn thực hiện từ trước ra sau. Riêng bạn phải chép phạt bài này 5 lần cho thầy. Thứ nhất, bài của mình có đưa tay, nhưng đưa tay nói ra vẫn không đúng. Thầy mượn bạn khác. Bởi vậy nên bạn vẫn còn bị kém hoài là như vậy đấy. Mà bạn phải cố để sửa thôi. Đâu, thầy mượn một bạn khác coi. Có nhiều bạn đưa tay lên nè. Đâu, bạn đưa tay chậm nhất là số 13. Đâu, số 13. Dạ, thưa thầy là bạn cái chỗ dấu ngoặc thứ hai là 13X là 10. Ủa, 12X là 12X mũ 3. Rồi, chấp nhận. 6X bình nhân với 2X. Rồi, cảm ơn bạn. Thực tế là còn sai nữa. Rồi, cảm ơn bạn 13. Bây giờ bạn số 10 nè. Mở bạn của bạn số 10 lên đây. Số 10 mở mic lên. Bạn nhân cái gì mà từ đây qua đây mà bạn ra được 12X? Bạn nói tôi nghe coi. Hả? Đó. Đó, để tôi mở đầy nguyên cái màn hình lên cái. Đó. Bạn nhân cái gì mà từ 6X bình nhân ra đây mà bạn ra 12X là sao? Bao nhiêu mới đúng? Số 10. 12X mũ 3. Tại sao bạn ra 12X mà bạn không coi luôn hả? Số 10. Dạ là sao? Bà hứa với tôi là bao nhiêu lần rồi về chuyện này? Vậy tại sao còn sai hoài vậy? Bà nói lý do coi. Lý do tại sao ngay chỗ này. Nói thầy nghe lý do. Này, không để ý. Rồi chừng nào bạn để ý? Rồi lúc mà bạn coi lại, cho cơ hội các bạn coi lại, và lúc hồi nãy thầy bận điện thoại, thầy đang phải bận giải thích trước khi kêu bạn làm bài mới. Làm bài này, bạn có thời gian coi và bạn coi cái gì? Số 10. Rồi, bạn nghe tôi hỏi tiếp này ha. Cũng riêng bạn luôn. Bạn nhân từ đằng trước ra đằng sau. Bạn nhân cái này vô. Sai cái này nữa. Rồi tiếp tục lấy ai nhân ai? Lấy 6 nhân 1.
lấy cái gì nói đầy đủ rồi. Là 6x mũ 2 nhân 1. Nhân với cái gì? Để nhân với. Tôi muốn nghe về dấu nhân với cái gì? Nhân 6x mũ 2 nhân với trừ 1. Nhân với trừ 1. Vậy thứ nhất nó ra dấu hệ số 6 nhân 1 bằng 6. Rồi tiếp tục gì nữa? Hả? Là cộng. Cộng cái gì? Cộng 3 nhân 2. Trời ơi, chưa có xong. Dấu xuống, số 6 xuống. Rồi x thì là x mũ mấy? X mũ 2. Rồi bạn ghi như vậy nè. Chết rồi. Mà nói hoài luôn mà tôi cũng không hiểu nổi. Tôi nói quá trời, tôi nói mà muốn gãi lưỡi luôn. Rồi tiếp tục cái này nữa. Ai nhân ai? Thì nãy bạn biết rồi. Rồi đó là chuyện. Rồi dòng tiếp theo là bạn đi làm gì ạ? Số 10. Dòng tiếp theo bạn đi làm cái gì? Hay là nói lớn lên. Ủa bạn nghe không? Tôi nói lớn lên cái rồi bạn im luôn. Dòng tiếp theo từ trên xuống đây bạn đang làm cái gì? Đây là lấy 3x tất cả mũ 2 em chia xuống rồi mấy cái kia cũng chia cái gì? Mở ngoặc chứ chia cái gì? Chỗ nào bạn thực hiện phép chia đâu mà bạn nói bạn chia. Còn không thì cái này được gọi là khai triển bình phương. Rồi mở ngoặc. Dòng này ổn, tôi chấp nhận cái khúc này. Rồi tiếp theo phía trước ngoặc của bạn là dấu gì vậy? Dấu trừ. Rồi bạn mở ngoặc ra phải sao? Đổi dấu. Ủa sao cái gì tôi hỏi bạn cũng trả lời được và tới trường hợp bạn làm thì không có cái gì được, cái đơn là sao vậy? Bạn cố tình chơi tôi hả? Không. Vậy tại sao những cái mà tôi hỏi thì bạn trả lời được hết luôn, quy tắc bạn cũng biết hết luôn, chứ đâu phải không biết đâu. Mà cứ bạn chạm vô tới toàn bộ những thứ sai sạch hết. Sao kỳ vậy? Ở đây thầy không muốn nói tới nữa. Tại vì tôi nói nhiều quá, nhiều bạn ở phía sau rất khá mà người ta chỉ nghe hoài có nhiêu đây. Tôi cũng không muốn nói hoài, nói tới nói lui. Những bạn nào mà làm không đúng yêu cầu của thầy, không tự coi bài lại tôi nói sai mà bạn vẫn không nộp bài và không khắc phục chuyện đó thì dồn cái phạt lên. Và tới một thời điểm mà bạn không làm theo đúng nữa, tôi cắt hết chuyện, thà là nghỉ. Tại vì cho bạn khỏe, bạn không phải bị áp lực, cứ mỗi một cái buổi học bạn bị áp lực rất. Tôi biết khi tôi la các bạn ba áp lực rất là nhiều bạn rất sợ. Ngay cả bản thân tôi nói tôi cũng mệt. Thì nghỉ cho nó khỏe. Nếu như bạn không chịu sửa, tôi hết cách để cứu. Tôi chưa bao giờ bỏ bất kể một bạn học sinh nào hết, nếu bạn cố gắng. Còn rõ ràng cái mà tôi đang thấy là bạn không có sự cố gắng. Bạn không thể nói là tính em hời hợt, tính em làm ẩu, em làm tả, em không có thèm coi gì hết. Vậy thì bạn dẹp đi, bạn làm sao cho chắc lại đi rồi nói chuyện. Chứ giờ bạn cứ đổ thừa vậy hoài thì tại vì ta chỉ có thể chấm bài trên bài làm của bạn. Mà bạn không chịu sửa thì thầy không cách đi cứu. Nạn quá. Rồi thầy cũng thời gian đâu sửa bài nữa, tinh thần của tôi nó bị xuống quá rồi. Thầy mượn một bạn nào đó khai triển giùm thầy hàng năng thức hồi nãy, bài này cùng làm chung. Số 17 biến giùm thầy cái hàng năng thức phía trước đi bạn. Dạ. Thưa thầy, ta có là ba mở ngoặc ra 3x tất cả mũ 2. 3x tất cả mũ 2 trừ 2 nhân 7 nhân 5 cộng 5x, 5x mũ 2. 5x đâu? Cộng 5 mũ 2. 5 mũ 2. Rồi, xong một cái. Rồi tiếp theo làm gì nữa bạn? Số 17. Dạ thưa thầy là nhân cho cái biểu thức số phía sau là 2x trừ 3.
Rồi, tiếp theo ở đằng sau là gì? Rồi, thôi thầy mượn một bạn khác. Cảm ơn bạn. Số 14. Ở phía sau viết gì vô? Alo. Alo, nghe. Ba mở ngoặc ra. Ba ít bình. Ba ít tất cả bình. Anh đọc 3 ít bình thì tôi sẽ viết 3 ít bình. Anh đọc 3 ít tất cả bình, tôi sẽ viết 7 ít tất cả bình. Tiếp. Cộng cho 2 nhân 3 ít nhân 5 cộng cho 5 bình. Rồi, xin lỗi. Cộng 5 bình. Rồi, nhân với nhiều. Nhân với ít trừ 3. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, thầy mời một bạn khác. Số 19. Xử lý cái này sao bạn? Dạ là ở ngoặc 9x mũ 2 trừ cho 30x cộng 25 nhân cho 2x trừ 3. À, tốt. Cảm ơn bạn. Rồi, tiếp luôn bạn. Tiếp luôn. Alo, 19 nghe không? Dạ. Rồi, dạ. Tiếp luôn bạn. Dạ, trừ bỏ ngoặc 9x mũ 2 cộng 30x cộng 25 x trừ 3. À, nhân x trừ 3. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, đó thầy mượn một bạn số 20. Nhân phân phối giùm thầy. Dạ. Bạn muốn nhân từ đằng trước ra đằng sau hay từ đằng sau ra đằng trước? Dạ, từ đằng trước ra đằng sau. Rồi, ok. Cái đó tại sao thầy hỏi? Trên lý thuyết bạn muốn làm gì cũng được, nhưng thầy hỏi là để cho những bạn khác cùng theo dõi thôi. Rồi, trả gì bạn? Dạ, cô, đó thầy là mẫu ngoặc là 18x mũ 3. 18x mũ 3, tốt. Trừ cho 27x mũ 2. Rồi, chấp nhận. Trừ cho 60x mũ 2. Tốt. Cộng cho 90. Cộng cho 50x. Chắc không, 90 không? Ai nhân ai mà ra được 90? Dạ là 30x nhân cho 3. Dấu đúng, hệ số đúng, phần biến có không? Dạ, dạ là 90x. Lần sau là không có cơ hội đâu nha. Thầy là thầy sẽ viết liên tục những gì bạn đọc, chứ tôi không có thể viết ra để cho các bạn dạ. Mà bạn phải là người đọc, và bạn đọc sao tôi viết vậy. Ngay cả thí dụ như 3x tất cả bình mà bạn đọc 3x bình là tôi sẽ viết 3x bình liền. Và chút xíu tôi sẽ là người xử. Rồi, tiếp bạn. Vậy là cộng với 50x. Rồi. Rồi trừ cho 75. Rồi, chấp nhận. Bỏ vô ngoài. Rồi, tiếp theo thầy mượn một bạn khác. Đâu, số 10 nhân lại cho tôi coi coi. Số 10 ơi. Có đổi dấu liền hả? Xuống hàng mới đổi này. Xuống hàng mới đổi đi. Từ từ, chưa quen, từ từ hả làm. Tiếp theo là dấu gì? Dạ, dạ trừ. Tiếp theo là dấu trừ. Mở ngoặc ra, bên trong. Nhiều. Dạ là 9x mũ 3. Tiếp. À quên nữa, bạn nhân từ đằng trước ra sao hay sao đằng trước? Đằng trước là sao? Rồi. Trừ. Ủa phải đây. À đúng rồi, trừ. Làm đấy. Bằng 27x
mũ 2. Nhanh lên, người khác chờ rất là lâu. Dạ, cộng 30x à, trừ cho. Giải thích tại sao ra 30x. 30x à, lấy 30 nhân 30x nhân cho x à, 30x mũ 2. Lẽ giờ mỗi lần cô làm bài tôi phải ngồi đó, tôi ngồi phải nhắc từng chỗ từng chỗ. Tiếp. 30 à, trừ trừ cho 90x. Nhóm học không có được bao nhiêu hết mà cứ vô đây sai hoài, này thật sự rất nản với các bạn. Tiếp đi. Dạ, cộng 25 trừ 75. Thật sự là chán, rất chán luôn số 10. Thôi, kể từ đây về sau tôi không xong kêu. Còn bạn nếu như bạn muốn học tiếp nữa thì bạn gắng tự khắc phục nha, cho thằng máu nữa. 25 nhân với x ra 25x. Có nhiêu đó thôi mà bạn còn sai nữa thì còn chuyện thu gọn tính toán nữa. Thôi, nghỉ khỏe đi ha. Thằng mấy kiến nữa. Kể từ đây về sau, những bài mà các bạn làm mà gửi qua cho thầy, tôi ngó vô mà tôi phán sai, thầy sẽ không chỉ chỗ nào sai, tôi chỉ nhìn vô và tôi phán có sai. Các bạn tự theo dõi lại, mà bạn không chỉ ra được, bạn không làm ra được cái sai nộp lại cho thầy coi thì chép phạt mức chỉ. Còn chế phạt bao nhiêu thì tùy bài, tùy theo mỗi bạn, tôi sẽ có các yêu cầu chế phạt riêng. Các bạn không thể đổ thừa rằng tại em mới vừa học, hay là tại cái tính em hay sai, hay tại em mất kiến thức. Xin lỗi, kiến thức không thể mất. Tại vì tôi đã chỉ là các bạn rất kỹ rồi. Và tôi chỉ từng quy tắc. Tại các bạn ẩu, ẩu thì các bạn phải chấp nhận sai sót, mà sai sót thì ăn phạt đối với thầy. Chế phạt nhiều lần lên để giúp cho các bạn cải thiện lại cái khả năng. Nhưng nếu như các bạn chép mà các bạn vẫn không cải thiện khả năng thì rõ ràng thuốc của thầy nó không ứng nghiệm với các bạn được, thì ta chia tay. Còn các bạn vẫn vì lý do nào đó bạn vẫn thích học với thầy thì bạn phải tự khắc phục bản thân. Chứ như vậy thầy không thể nào ở đây nói có một mình một hai bạn như vậy ngoài, trong khi cả nhóm người ta còn chờ rất là dài. Hết chuyện. Rồi tới đây tự mở mặt ra, tự thu gọn lại nha. Thì đây chỉ là nãy bài thì tập theo yêu cầu làm thêm thôi. Rồi, quay lại chuyện của mình. Bài hồi nãy là bài thu gọn cơ bản. Rồi, bài này hồi nãy có bằng sai. Tiếp theo, đó là bài nhân phân phối. Thực tế là giờ thầy hết tinh thần để dạy. Không có đủ tinh thần để dạy các bạn. Rồi, nhân phân phối. Thầy mượn thử một bạn nào đó phụ thầy nhân ngay. Số 2 bài nhân phân phối này nhân sao bạn? Số 2 ơi. Dạ. Bài số 2 nhân phân phối làm sao? Dạ là nhân hai cái mặt đầu tiên trước. Rồi nhân lại ra như vậy. Bạn nhân từ trước ra sao hay sao ra trước? Dạ từ đằng trước ra đằng sau. Rồi vậy nhân ra gì bạn? Dạ 12x trừ 9x trừ 20 cộng 15x trong ngoặc nhân cho 2x cộng 3. Rồi các bạn khác hạ tay xuống giùm thầy. Bao nhiêu bạn nhìn thấy dòng đầu tiên có vấn đề đưa tay lên nha. Riêng bạn số 2 cho cơ hội tự nhìn lại. Dạ con thấy rồi. Sao? Dạ ngay chỗ 3x nhân cho trừ 3x
ra là trừ 9x mũ 2. Chán từ khắc phục nha. Ở đây thầy nói hoài ghét, thầy nói ghét mà chán luôn đấy. Còn các bạn làm bài, tôi sẽ bắt đầu cho các bạn ở phía sau nhiều biểu thức hơn, nhiều số hơn. Nói có nhiêu đó thôi đó, mà các bạn làm còn sai, sai hoài hết cái lần này, sai lần khác, sai tiếp lần nọ nữa, thì làm sao đi qua được chuyện khác? Không đi được. Tại vì tôi dạy rất là nhiều và tôi hiểu chính xác cái kiến thức nó nằm chỗ nào. Mọi cái bài khác nó chỉ cần có thêm một cái kiến thức chút xíu nữa, còn toàn bộ nó trả chỉ thành cơ bản như thế này hết. Nhân phân phối, thu gọn, nó chỉ có nhiêu đó thôi à. Cho dù nó là hàng đẳng thức bậc cao lên, bậc chút xíu mới mốt các bạn sẽ học tiếp bậc 3, rồi các cái biểu thức thu gọn, đặt nhân tử chung rồi đó nhân dân. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nhưng bao nhiêu đây các bạn làm sai hoài là xong hết chuyện. Rồi tiếp theo bạn. Số 2. Alo, số 2 tiếp bạn. Dạ. 24x2. Tiếp theo bạn làm gì? Nhân tiếp luôn. Dạ. Ok, bạn muốn nhân từ trước hay sau, hay sao ra trước? Dạ đằng trước ra đằng sau. Rồi, vô từ. Rồi, ra thành gì? Dạ. 24x2 cộng cho 36x. Rồi. Trừ cho 18x3. Rồi. Trừ cho 27x2. Rồi. Trừ 40x. Trừ 60. Trừ 60. Cộng 30x2. Cộng 45x. Rồi. Sau đó tiếp luôn bạn, thu gọn luôn. Dạ thu gọn là trừ 18x3. Rồi tiếp. Lấy dạ. Cái nào dạ. Rồi bỏ vào máy tính. Dạ. Bấm chưa? Dạ rồi. Rồi cộng 27x2. Rồi tốt. Nhưng chuyện này thầy nói quá nhiều rồi. Tiếp theo LX nè. Cứ bấm đi. Dạ là cộng 41x. Rồi tốt. Trừ 60. Đó. Một cái bài làm cơ bản, các bạn chỉ cần nhân dòng, nhân tiếp dòng, thu gọn lại là nộp bài thôi. Nhưng lý do tại sao các bạn lại làm bài chậm, mà trong khi bài đã trao cho các bạn ở nhà. Cứ có nhiều đây nói hoài, nản quá. Rồi, thì giờ tôi có cách để không nản nữa là tôi sẽ không nói nữa là tôi sẽ không nản. Còn bạn học không được thì tùy. Còn những bạn nào còn học được thì bạn khá. Thế thôi. Kể từ đây thì sao không nói được. Không nói chuyện bài dở của các bạn. Những bạn nào yếu hơn chịu. Từ từ thấy tôi nói mệt bản thân đúng không? Các bạn cũng không ưa thích gì hết. Rồi, thầy mượn tiếp bạn số 3. Làm cho thầy câu số 3 luôn đi bạn. Số 3. Dạ. Rồi. Bên này. Dạ. Sao đây bạn? Dạ, đầu dạ bằng mở ngoặc 6x tất cả bình. Đó. Dạ cộng 2 nhân dạ cộng 2 nhân 6x. Cộng 2 nhân 6x nhân 5. Cộng 5 mũ 2 chống ngoặc. Dạ cộng mở ngoặc 5 mũ 2. Đó. Dạ trừ 2 nhân 5 nhân 2x. Tốt. Dạ cộng cho 2x tất cả bình. À, chấp nhận. Dạ đúng rồi. Tiếp luôn bạn. Dạ bằng 36x mũ 2 cộng 60x. Tốt. Cộng 25. Cộng 25. Bỏ ngoặc luôn không? Dạ. Bỏ ngoặc hay đóng ngoặc? Dạ. Dạ bỏ ngoặc luôn. À, mở ngoặc luôn. Dạ, cộng 25 trừ 20x.
Dạ cộng 4x mũ 2. À, chấp nhận. Dạ, kết quả là 40x mũ 2 cộng 40x cộng 50. Rồi, chấp nhận. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Tôi chỉ muốn tập cho các bạn nhỏ ở cái chỗ khi nói chuyện với người khác, các bạn có chào hỏi, có kết thúc. Ngay cả tôi lớn hơn các bạn, tôi là thầy của các bạn, nhưng tôi mời các bạn nói chuyện và khi kết thúc câu chuyện, tôi đều có tương tác lại bằng sự thể hiện sự cảm ơn bạn, hoặc tôi la các bạn, hoặc tôi nói là thôi được rồi, tập mít đi. Đó. Tôi chỉ muốn các bạn tập được điều đó thôi. Rồi, vô, tiếp. Rồi, dựa vào hình vẽ, bắt đầu đi tính. Rồi còn cái chuyện bài tập về nhà nói sao nha. Thực tế là ghét nói ghét chán luôn, tôi không hiểu nổi các bạn muốn cái gì. Yêu cầu chỉ hết, nói rõ luôn cái yêu cầu cái gì luôn. Vậy mà tới chừng hồi các bạn làm bài thì tưởng với tượng không. Rồi, giờ vô. Câu tính A1, A2, M1, M2. Rồi, bây giờ thầy muốn hỏi bao nhiêu bạn tự tin làm được câu ba la mã này? Đưa tay cho thầy coi. Tự tin làm được phần ba la mã này. Đưa tay lên. Các bạn còn 15 giây thể hiện sự tự tin đó. Hết 15 giây. Cái này là lúc mới bắt đầu học vô lớp 7. Học về gốc. Chính xác là này là khúc giữa lớp 7. Còn ở học kỳ 1. Wow. Chỉ có nhiêu đây bạn thôi sao? Rồi, còn lại chùm này. Hai bạn số 7, tức là trong đó có bạn số 1 nữa. Rồi. Thầy mượn những gương mặt xinh trai đẹp gái này lên đây cái coi. Số 5, tại sao không đưa tay? Số 5 này mít nói chuyện được không? Số 5 ơi. Dạ thầy nghe không thầy? Nghe rồi bạn. Tại sao không đưa tay? Dạ tại con không biết tính cái góc M2. Rồi, không biết góc M2. Còn mấy kia thì được. Dạ. Rồi. Không biết thì phải nói mớm cho biết luôn. Hai góc đó M1, M2, hai góc đó là hai góc gì? Hai góc đó nó tạo ra thành góc nhiều, bao nhiêu độ? Số 5. Hai góc này khi gộp lại nó tạo ra nguyên cái góc này này. Mà góc này được gọi là góc bẹt. M1 với M2 còn được gọi là kề bù. Mà cặp góc kề bù thì tự biết. Chút xíu nói. Yeah. Số 7. Số 7 lần thứ nhất. Còn kia là số 1. Bây giờ xử lý số 7 trước. Số 7, tại sao không đưa tay? Không biết làm. Không biết làm gì hết luôn. Không biết làm gì hết luôn hả? Ok. Không sao. Tiếp tục, bạn số 1. Số 1. Dạ, em không biết. Không biết gì hết luôn. Ok. Số 10. Dạ, em cũng không biết. Số 12. Không biết luôn. Số 16. Em cũng chưa biết. Ok. Bạn 20 mới vừa vào. Thế nào? Dạ, tại con chưa có làm tới. Không, thầy đâu có hỏi là bạn nào làm tới. Thầy chỉ hỏi rằng cho bạn thời gian bạn đủ để nhìn được làm được bài này hay không thôi. Yeah. Không, rồi, ok. Bạn số 5 có cơ hội để trả lời. Nếu bạn số 5 trả lời đúng mấy cái kia, bạn số 5 sẽ chép phạt 2 lần. Riêng tất cả những bạn ở đây chép phạt 5 lần. Và bài này rất dễ, nhưng các bạn làm không xong thì xíu xử. Rồi, bắt đầu cho cơ hội bạn số 2. Xin lỗi, bạn số 5.
Đi tính góc nào trước cho chọn? Dạ con tính góc A2. Đó cái mid xét vô số 5. Cái mid. Dạ con tính góc A2 trước. A2 dựa vô chỗ nào để tính được A2? Dạ là dựa vô tam giác AHC có. Rồi, chấp nhận, tam giác AHC là tam giác gì? Dạ tam giác vuông. Vuông tại đâu? Dạ tại H. Vuông tại H. Nên theo cách hiểu góc H của mình sẽ là nhiêu độ? Dạ 90 độ. Đấy, góc vuông, tam giác vuông thì cái góc vuông nó bằng 90 độ. Tiếp tục, bạn số 5 giải thích giùm thầy luôn tổng ba góc của tam giác thì bằng nhiêu? Dạ là 180 độ. Bằng 180 độ. Tổng ba góc là 180. Trong tam giác AHC có một góc 90, có một góc 40. Tìm ra được A2 không? Dạ được. Ra như vậy. Dạ là bằng 50 độ. 50 độ. Chuyện đó là đồ chơi, tính không được thì ăn phạt. Vậy thôi ạ. Tiếp theo cho bạn chọn luôn. Tính tiếp góc nào nữa? Dạ tính góc A1. A1 tính bằng cách nào? Alo, để cái mic sát cho thầy không nghe. A1 tính bằng cách nào vậy? Dạ là A1 với A2 là kề bù nên nó bằng nhau. Ê, không có kề bù nha. A1 với A2 hai góc đó gọi là hai góc phụ nhau. Chứ không có bù à, bù nó ra 180 à. A1 với A2 hai góc này cộng lại nó ra nguyên góc A, mà góc A là nhiêu độ? Dạ 90. À, góc A là 90 độ nha. Chứ không có phải kề bù đâu nha. Ta có góc A1 cộng với góc A2 thì bằng 90 độ. Nên suy ra được góc A1 bằng 90 độ trừ đi A2. Còn này giải thích ra do là góc A lớn bằng 90 độ. Tam giác vuông tại đâu thì góc đó là góc vuông bằng 90. Nên từ đó suy ra được A1. Chấp nhận A1 bằng như vậy. Dạ bằng 40 độ. 40 độ. Và các bạn nhớ nha, làm bài tập hình học là phải giải thích những chỗ mà hồi nãy tôi hỏi bạn số 5 ở đâu thì ngay đó là giải thích đấy. Tam giác này vuông tại H nên suy ra góc H bằng 90 độ. Thế số vô tính ra được góc A2. Hai thằng này cộng nhau bằng góc A. Đây, đều giải thích. Các bạn làm bài nộp phạt cho tôi mà không có giải thích đàng hoàng là đồng nghĩa ăn phạt nữa đấy. Rồi, tiếp theo bạn. Dạ, tính góc M1. M1 dựa vô đâu? Dạ, dựa vô tam giác AHM có góc 90 độ. Dựa vô tam giác AHM có góc H bằng 90 độ. Có góc này bằng 40 độ nên suy ra được góc M1. Cảm ơn bạn. Rồi, M1 với M2 là hai góc thế nào? Dạ, kề bù. Đây, thế dầu dẻ cho đúng hơn xíu. Đó, đây nè. Đó, hai thằng này là hai góc kề bù. Nên ta có M1 cộng với M2 sẽ bằng nhiêu độ? Dạ, 180. 180 độ. M1 có rồi, từ đó suy ra được M2. Rồi, hết chuyện. Cảm ơn bạn. Những bạn khác chưa ổn thì chế phạt vậy thôi. Chế phạt nhiều thì khá hơn. Có bạn nào làm cách khác không? Thầy muốn nghe nữa. Số 11 làm cách nào số 11? Con làm cái cách y như bạn. À, thực ra thì con tính lại từ đầu luôn hả thầy? À, bạn thích tính từ khúc nào? Bạn tính nói. Thì con tính M1 trước. Rồi ok, M1 trước. Rồi tạm bôi mấy cái này. M1 trước bằng cách nào bạn? Dạ con lấy M1 cộng C cộng MAC bằng 180 độ. Rồi, ta có góc M1 cộng với MAC hay gọi là nguyên góc A cộng với góc C bằng 180. MAC là nhiêu độ? Dạ 90 độ. Góc C nhiêu độ? Dạ 40. Vậy từ đó coi như M1 tính được. Còn này giải thích ra là nằm trong tam giác nào đó từ xử lý. Vậy M1 tính được trong bài toán này sẽ tính được bằng 50 độ. Rồi tiếp theo.
Dạ con tính trong tam giác MHA. Rồi MHA. Tính A1. Chấp nhận. Rồi ok thì cái đó nó gần gần giống như kia thì tùy. Đó bạn nào chọn theo con đường nào cũng được. Tốt. Ngoài ra ta còn một thứ nữa được định nghĩa về M2. M2 nó được hiểu là một cái góc này. Ví dụ nè, các bạn có tam giác. Thầy ví dụ thôi ha. Các bạn có tam giác A, B, C. Thì ba cái góc mà thầy ký hiệu chỗ này được gọi là ba góc trong của tam giác. Ba góc ở bên trong tam giác. Còn cái góc B2 chỗ này nó được gọi là góc ngoài của tam giác. Góc ngoài nó sẽ được hiểu là kề bù với góc trong. Phần lớn các bạn học lớp 7 là bạn bỏ qua góc ngoài. Mà bỏ qua góc ngoài thì các bạn rất khó để giải quyết được bài toán. Trong nhiều bài nó yêu cầu. Vậy góc ngoài, góc B2 là góc ngoài. Góc ngoài được gọi là kề bù với góc trong. Và ta có một tính chất của góc ngoài. Đó là góc ngoài nó được tính bằng tổng số đo hai góc trong không kề với nó. Ví dụ góc B2 là góc ngoài, nó sẽ được tính bằng tổng hai góc trong là góc A với góc C, bởi vì góc B là góc kề với nó rồi. Vậy từ đây ta có được góc B2 nó sẽ bằng A1 cộng C1 góc ngoài tổng hai góc trong. Thì đó là kiến thức rất đặc biệt của các bạn. Vậy ráp vô bài toán ngay đây. M2 được hiểu là góc ngoài, nên M2 nó sẽ bằng góc trong và góc A, nếu tên chính xác MAC và góc C. Góc này bằng 90 độ, góc C bằng 40 độ. Người ta có những quy tắc để tính. Và nếu bạn nắm được quy tắc thì nó là đồ chơi của các bạn. Còn quy tắc các bạn không nắm được thì phải chấp nhận học quy tắc đó. Hai cách để học. Một, đọc kỹ lý thuyết, tìm cách đưa lý thuyết đó vô đầu, nhẩm tới nhẩm lui, hình dạng phải nắm, các cái loại góc phải đọc được, tính toán phải tính được. Hai là không biết gì hết, đè đầu ra học thuộc lòng, rồi hy vọng rằng nó trúng vô cái điều các bạn học thuộc lòng. Nhưng mà đối với toán thì tôi nói thật luôn, đừng bao giờ chơi trò đó. Trò đó có thể áp dụng được với điều kiện bài đó là bài kiểm tra các bạn ở trên lớp. Và không biết tại sao hay là may mắn gì đó mà các bạn có được bài giải sẵn, rồi học thuộc lòng bài giải đó để vô chép thì được. Còn đối với toán mà đúng nghĩa thì không bao giờ làm bằng cách đó hợp lý. Và đừng trông chờ vào sự may mắn của toán. Em chả học gì hết, em làm bài cũng được. Có thể đứa kế bên nó giỏi, các bạn thì học không giỏi bằng. Và các bạn đang nhìn vô chép bài của nó qua để bạn được điểm. Thì tôi nói thật, cái đó là một dạng được định nghĩa theo riêng thầy nha. Nói hơi kỳ, đó được định nghĩa là một dạng ăn cắp. Bạn đang ăn cắp tri thức của người khác. Và bạn đang dối người khác, đang che giấu cái chuyện dở các bạn đi để lấy được con điểm đẹp, để đẹp mặt với giáo viên, với thầy cô, để đẹp mặt với gia đình. Được. Nhưng mà khi đó các bạn sẽ làm cái điều đó nhiều lần lên á, đang làm một cái điều gì đó sai mà bạn cứ tưởng rằng nó đúng, và cuối cùng các bạn sống trên cái điều đó quá lâu á, nó sẽ trở thành con người bạn nó hư, cái lòng trung thực của con người của mình nó bị đánh mất luôn. Nó sẽ kéo theo rất nhiều cái hệ lụy phía sau. Tôi từng là học sinh giống như các bạn thôi. Đôi lúc cái chuyện mà để có được con điểm cao thì ai không muốn, nhưng khi làm bài kiểm thật sự nên dùng năng lực của bản thân để có.
thì tùy. Còn thí dụ mình thấy bản thân mình dở cái đó thiệt rồi, mình không thể cố gắng được nữa thì chấp nhận. Còn nếu mình muốn dương lên thì phải thay đổi bản thân thì mới dương lên được. Nản quá, hết muốn lo chuyện bài tập về nhà, hết muốn nói gì. Tại vì có cái chuyện bài tập về nhà thôi. Bài tập về nhà hôm trước thầy yêu cầu các bạn, đây bài tập về nhà hôm bữa nè, tôi yêu cầu thứ nhất là đại số, thứ hai là hình học. Đại số là lúc làm bài kiểm tra xong 15 phút tôi nhắc một cái, rồi tới cuối giờ tôi nhắc lại một cái, thì trong đó số 14 nói không đúng, tôi phải nhắc lại một lần nữa. Về bài tập về nhà đại số là một chuyện. Rồi, cái này là của đại số. Còn của hình học là tôi yêu cầu làm vẽ 5 cái tam giác, rồi tự đổi tên 5 cái tam giác đó. Ứng với mỗi cái tam giác, vẽ cho tôi 3 loại nhọn, rồi vuông, rồi tù. Trong mỗi cái tam giác này thì vẽ cho tôi 3 cái đường cao, 1 đường cao, 2 đường cao, 3 đường cao. Còn vẽ thì phải vẽ cho nó đúng. Tương tự tam giác vuông vẽ ăn cái và tam giác tù vẽ. Đó. Và rất nhiều bạn vẽ đường cao bị sai, tôi nói rằng sai tứ tung luôn. Sai không chấp nhận được. Quá nản. Còn có nhiều bạn vẽ cho tôi cái tam giác thứ nhất, cái tam giác thứ hai, rồi cái tam giác thứ ba đặt tên. Tôi không hiểu nổi các bạn nghe được cái gì. Làm video cho các bạn gốc cục để coi. Và kể từ đây về sau, tôi sẽ không gửi video cho nhóm các bạn. Tôi cảm thấy tôi nản mà. Tôi làm mà các bạn chả thèm xem. Các bạn không có một cái tương tác. Các bạn không có làm lại theo đúng yêu cầu nữa. Thì bây giờ tôi không gửi nữa. Và tôi yêu cầu mà làm sai, bữa sau tôi đuổi. Xong, để tôi sẽ coi còn lại bao nhiêu bạn thật sự muốn học để tôi dạy. Còn những bạn không muốn học, nghỉ đi. Tôi không cần. Tôi đang dạy, không cần các bạn học. Nếu như bạn không muốn, báo trước nha. Tôi nản, thật sự đang rất nản với các bạn. Thứ nhất là xin lỗi những bạn học giỏi, học chăm, làm bài đúng theo yêu cầu. Rồi bạn rất nghiêm túc trong việc học. Thầy xin lỗi là trong cùng một nhóm thì đôi khi la những bạn hơi yếu hơn mà các bạn buộc phải nghe. Điều đó là điều mà thầy không muốn la chung cả nhóm. Nhưng có điều giờ không la thì không được. Thì cái này thật sự là thầy xin lỗi những bạn đã rất tốt rồi. Kể từ đây về sau, tôi sẽ không dành thời gian để la nữa. Và những bạn nào không đúng yêu cầu, tôi yêu cầu phạt. Hết thời gian quy định, không đủ phạt, nghỉ là xong. Hôm nay không thể kịp giải bài mới là tại bài cũ ta còn vài vấn đề mà các bạn cứ sai hoài, lại phải lôi ra nói lại. Hoặc là rốt cuộc ngày hôm nay ta chả học được cái gì hết. Bài tập về nhà của ngày hôm nay. Hôm nay là thứ 7, thứ 3 các bạn mới học thì các bạn sẽ có khá nhiều thời gian. Các bạn làm cho thầy bài tập về nhà. Đó là các bạn tự cho. Thôi, nói tự cho mệt quá. Thôi, tôi vẫn thích các bạn tự cho hơn. Tự cho đề đại số bao gồm thế này. Một là mã. Tìm giá trị nhỏ nhất, cũng giống y hệt như các bạn hay làm. Hai bài. Và tôi báo trước nha, bạn nào làm mà quăng cho thầy sản phẩm bị sai mà bạn không tự coi lại cái bài đó thì đừng trách tại sao thầy khó với các bạn nha. Tôi đã nói rất rõ rồi, các bạn phải coi. Làm xong các bạn chỉ viết mỗi một cái bài có 3 dòng thôi. Chỉ có 3-4 con số ở trong đó mà các bạn cũng không chịu coi nữa thì không giúp các bạn nữa nha. Hai bài. Tiếp theo đó là thu gọn. Thu gọn các bạn làm cho thầy cái dạng đề như sau.
Bài số 1 có dạng là A x trừ B tất cả bình trừ cho C x cộng D nhân tất cả bình nhân cho E x trừ đi F. Bài số 2 A x bình, mấy con A, B, C, D này các bạn tự đổi số nha, cộng B x trừ C tất cả nhân cho D x mũ 3 trừ đi cho E x bình cộng F x cộng G. Bài số 3 6 họ quên tự nhiên không 6 bài số 3 A x cộng B tất cả bình nhân cho C x trừ D cộng E x bình trừ đi cho F x tất cả bình. Rồi giờ các bạn tự cho hai đề như thế này bao gồm là đại số. Rồi hình học. Các bạn cho thầy một cái đề. Đây, cho cái hình vẽ này. Tam giác vuông A, B, C. Góc, thí dụ, góc, thí dụ trong cái góc này là có độ, thôi thầy cho cụ thể luôn đi, để các bạn nhập kỹ đây các bạn tính không ra, 30 độ, đường cao, AH, tiếp tục, kẻ vuông góc xuống HK, kẻ vuông góc tiếp qua đây HI, tính hết tất cả các góc trong hình vẽ 1 1 2 1 2 3 4. Rồi đó nhiệm vụ tính ha, H1 H2 H3 H4, A1 A2 B1, tính hết cái này. Rồi, đó là bài tập về nhà của các bạn. Thầy nản với các bạn quá. Nhưng hết ngày hôm nay, qua tuần sau, tôi sẽ giải quyết cho các bạn theo kiểu khác. Các bạn không làm việc đúng theo yêu cầu, thì thầy sẽ xử lý theo kiểu khác nữa. Rồi thầy hỏi lại, có bạn nào không rõ yêu cầu không? Mở mic lên, thầy sẽ xử lý lại, chỉ lại, hướng dẫn lại. Rồi, cần rõ thì làm bài. Ngày hôm nay, những bạn nào bị sai phạm, thầy không bắt phạt, không bắt các bạn chấp phạt. Tôi chỉ muốn các bạn hoàn thành lại cho đúng theo yêu cầu thôi. Phạt không tính. Nhưng qua tuần sau,
là đuổi, không dạy nữa, không dạy những bạn nếu bạn không chịu sửa. Bạn sai vào những cái lỗi đó mà bạn không có một cái thái độ sửa nó hợp lý thì thầy không dạy bạn nữa. Tôi sẽ không bắt phạt, không la bất kể gì hết. Tôi chỉ nói một điều thôi, tôi không đủ sức để dạy bạn nữa, là chia tay báo trước nha. Rồi thôi hết giờ, em nghĩ sao thầy nghe? Cái bài mà hình học là mình tính hết tất cả các góc đó thầy, có hình học là mình tính, hình học là mình tính hết tất cả các số đó không thầy? Chắc các góc. Tính hết tất cả các cái góc ở trong cái hình vẽ này, tức là bao gồm là A1, A2, B1, rồi H1, H2, H3, H4. Dạ. Đó, các bạn tính hết cho thầy tất cả các góc đó. Rồi, cảm ơn bạn số 17 câu hỏi. Báo trước ha, tôi sẽ không phạt nè. Tôi sẽ có những yêu cầu riêng, còn nếu bạn không thực hiện được thì có việc kết thúc buổi đó, xong. Trước khi buổi học sau thì tôi sẽ nói à, bạn không ổn, rồi thầy không dạy bạn nữa. Tôi sẽ trả cái phần học phí dư mà bạn đã đóng đối với trung tâm, thầy sẽ trả lại. Đúng như vậy các bạn đã nói. Rồi thôi, nhóm nghỉ, tạm biệt các bạn.